ức lính xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe Hồi ký chiến trường ca Tác giả Trần Ngọc Phú Kiệu chiến binh sư đoàn 341 Đoàn bộ binh Sông Lam Phần 9 Tôi nhận được bức thư của Hương Cô hàng xóm mà tôi gặp Quen dịp mấy ngày về vui Tết ở quê, thật bất ngờ, có lẽ từ ngày đi bộ đội, ngoài tư từ giao lưu với bố mẹ, anh em họ hàng, thì đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư của người con gái. Nội dung bức thư, ngoài việc hỏi thăm tình hình công tác của tôi, Hương còn ý trách là sao từ hôm đi Sài Gòn đến bây giờ mà không có thư về, khiến cho gia đình mọi người phải lo, phải trông đợi. Rồi Hương nói bây giờ chiến tranh đã hết, đất nước đã hòa bình, nên tôi hãy chuyển ngành về quê làm việc và lấy vợ hương còn bảo từ hôm tôi đi ở xóm phố nhà mình có nhiều đám cưới mỗi lần đi dự đám cưới là hương lại nghĩ và nhớ tới tôi mong tôi cũng sẽ được hạnh phúc ở quê những lời tâm tình của em gái hậu phương một cô gái thái bình sao mà ngọt ngào mà thân thương đến vậy nhưng nghịch lý là ở nơi tôi đang đứng chân đang có cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt mà ở nhà ở quê nhất là lớp trẻ vẫn không biết gì mà lần về tết ấy khi trò chuyện tôi cũng đã nói cho mọi người biết kể cả hương nghe về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam đang diễn ra hết sức gay go quyết liệt ở đây chúng tôi ngày đều phải trực tiếp ở chiến trận hôm nay mọi người đang vui đang sống nhưng có thể một tí nữa một chốc một lát nữa thôi là lại có tin đồng đội này bị thương đồng đội kia hy sinh cuộc chiến ngày càng phức tạp giờ đây khi hương nói về việc ra quân phục viên hay giải ngũ của tôi có thể chính đáng với tình thương của cô nhưng với tôi là thật xa vời đời tôi đã hai lần chia tay người yêu để ra trận vậy thì lần này cô hàng xóm này có vẻ có ý tứ xa xăm đây tôi chợt nghĩ trong hoàn cảnh này tốt nhất là không nên dính vào yêu đương cho thêm vướng bận cuộc đời người chiến sĩ như mình biết hy sinh lúc nào mà yêu mà đương và nếu như mình chết thì làm khổ cho người ta toán nghĩ như vậy sau khi đắn đo một lúc tôi viết thư hội âm cho hương tôi chợt nhớ lại hồi làm quân quản ở sài gòn có đọc được một quyển chuyện gì đó cũng có nói về tình cảm của người lính chiến chăn trở chuyện yêu đương rất hay có vẻ văn học lãng mạn tôi viết theo giọng văn ấy hương anh nhận được thư của hương ở nơi biển trời lộng gió mảnh đất tận cùng của tổ quốc với vẻ đẹp mê hồn làm cho anh các anh những người lính thực thụ chỉ quen súng đạn cũng phải ngẩn ngơ nhưng những tiếng súng của quân thủ tiếng thét kêu gào của nhân dân ở nơi đây vẫn vang vọng ở trong anh kêu gọi sự trả thù làm cho những cảnh đẹp như thơ như nhạc này không còn ý nghĩa nữa vì tiếng súng vì tiếng thét gào kêu cứu đó hương cảm ơn em đã góp ý gợi ý cho anh để trở về xây dựng một cuộc sống lứa đôi gia đình. Nhưng em ơi, hiện tại anh vẫn đang là người trong cuộc. Hàng đêm anh vẫn thường thao thức hay mơ. Mơ thấy súng đạn, về cười ngạo nghễ. Nên hôm nay anh ra đi để cho ngày mai không còn những thằng con trai phải bỏ mình vì chiến tranh. Không còn những mẹ già, tóc đã điểm xương, đêm đêm khóc con trong nỗi đau nhùng nhớ. Không còn những người vợ trẻ đầu quấn khăn tang chiều chiều dắt díu điều con thơ vào nghĩa trang có lá vàng rơi rụng để cho ngày mai không còn những thiếu nữ phải buồn đau trong thương nhớ sáng sáng mở ra những trang giấy đẫm nước mắt học trò hương anh cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều vì đã biết thư thăm anh đây là lần đầu trong đời anh được nhận và được viết thư cho một người bạn gái hiện tại cuộc sống của anh của đồng đội anh là như vậy đây sẽ là lá thư đầu và lá cuối cùng anh gửi cho em. Với tất cả những chân thành của người lính trận, anh chúc em sớm có được niềm vui trong tiệc cưới của mình. Nhớ và cảm ơn em rất nhiều. Lúc ở Hà Tiên, nhờ khí hậu tốt, nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào, hoạt động đều đặn, sức khỏe anh em chiến sĩ tăng lên rất nhiều. Khi xuống giấu quân ở hòn đất, không hiểu là vì anh em ít được hoạt động mà chỉ nghỉ ngơi đợi lệnh là chính, làm lính ta uể oải. Cũng có thể do sự ẩm thấp của rừng núi, ruồi, muỗi, rồi thổ những lạ mà anh em đã bị sốt, bị ốm rất nhiều. Gần như là một bệnh dịch sốt trong đơn vị. Đây không phải là sốt rét rừng, mà hình như là kiểu sốt phát ban hiếm gặp. Đầu tiên, có một vài anh em bị sốt, rồi dần lan ra thành diện rộng. Thậm chí có đại đội, 2 phần 3 số anh em bị sốt làm sức khỏe, sức chiến đấu của toàn bộ đội kém hẳn đi. Ban chỉ huy trung đoàn cùng các y sĩ, bác sĩ luống cuống. Cơ quan quân y, trung đoàn đã kết hợp cùng với sở y tế Kiên Giang, quân khu 9, lo dập dịch sốt cho bộ đội. Đúng là dịch sốt bùng lên thật hiểm ác, lây lan rất nhanh và ảnh hưởng đến nội tạng của con người, khiến sức khỏe bị suy sụp. Ban chỉ huy sư đoàn và quân khu 9 đã chọn được giờ G, tức là giờ nổ súng tấn công địch. Ngày nổ súng tấn công Pol Pot được ấn định là ngày 8 tháng 4 năm 1978. Vì theo ban 2, cùng cả các nguồn thông tin của anh em trinh sát báo, Pol Pot đã nâng đội hình lên và rất tích cực củng cố hầm hào công sự. Mà thêm một thông tin nữa là còn có sự có mặt của cố vấn quân sự nước ngoài. Thông tin này lan truyền từ người dân từ bên đó chạy sang thực hư chưa thật rõ các cấp chỉ huy thật hồi hộp khi tổ chức lui quân lật cánh nhưng thực chất là dùng kế diệu hổ ly sơn nghĩa là dụ con hổ ra khỏi núi đến bây giờ con hổ là lính pol pot đã ra khỏi núi nhưng nó là con hổ đã thành tinh nên cũng không phải nó ra một cách vô tình mà nó có ý đồ chiến lược chiến thuật có một sự cảnh giác đề phòng cao độ. Về phía ta thì ý chí đánh địch đang còn hăng nhưng cũng không để giờ gờ lâu hơn được nữa vì để lâu quá thì ý chí tấn công của bộ đội sẽ bị trùng xuống làm giảm ý chí sức mạnh tiến công của quân thủ. Theo cách nghĩ của những người chỉ huy dùng binh là như vậy. Điều lo lắng nhất là sức khỏe của bộ đội bị giảm do bệnh dịch sốt. Tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn xung kích mạnh nhất, dũng mạnh nhất trong tấn công, nhưng anh em cũng bị ốm nhiều. Theo báo cáo, số quân đang bị sốt, ốm yếu, tới một phần ba quân số. Ngay người chỉ huy mưu trí dũng cảm là tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao, cũng đang còn bị sốt âm ỉ. Anh Thao đi lại rất yếu, nhưng anh vẫn hứa sẽ chỉ huy, sẽ cùng tiểu đoàn luồn sâu đánh địch. Về tiểu đoàn 1, đại đội 3 của tôi, có sự thay đổi chỉ huy. Đồng chí Nguyễn Tiến trụ, đại đội trưởng, được điều lên làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1. Vẫn giọng nói ồm ồm to khỏe, sôi nổi, hùng chia tay đại đội để lên làm chỉ huy phó tiểu đoàn. Anh bắt tay người kế nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Phô, được điều từ đại đội 1 sang, bắt tay hết lượt anh em trong ban chỉ huy và từng người trong đại đội để lên cương vị mới, trọng trách mới. Anh em lưu luyến chia tay người đại đội trưởng đã từng sống chiến đấu trong suốt thời gian dài với bao kỷ niệm buồn vui. Nhưng rồi không ai biết được rằng cuộc chia tay đồng chí trụ lần này trong niềm vui thăng chức cũng là lần chia tay cuối cùng, cái bắt tay cuối cùng trong đời người chỉ huy, trong đời người lính chiến, nghĩ lại thấy sao mà thiêng liêng mà say dứt. Đồng chí Nguyễn Tiến Trụ hy sinh ngay lúc sáng ngày 8 tháng 4 năm 78. Khi trận chiến đang vào lúc cam go nhất Từ đêm ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 1978 Các đơn vị được bí mật về vị trí cũ tại Hà Tiên Nhưng vẫn ở trong tư thế giấu quân Bộ đội đều phải ở trong nhà, trong lán hay các lùm cây Không đi lại nhiều, tránh sự quan sát nhòm ngó của địch Các loại pháo binh của quân khu, sư đoàn cũng bí mật vào chiếm lĩnh các vị trí trong đêm được ngụy trang kín đáo các phần tử bắn đều được chấm tọa độ, phương vị, hiệu chỉnh chính xác, sẵn sàng đợi nổ súng. Vì quãng đường luồn sâu, tiền nhập, không xa nên 22 giờ đêm ngày 7 tháng 4, Trung đoàn 1 tổ chức cho cán bộ xuất phát luồn sâu theo rừng tràm, dọc sát mép sông. Bộ đội tiền nhập theo đường mà công binh và trinh sát đã tháo gỡ mìn. Trung đoàn 3 bắt đầu dịch chuyển đội hình, tiến công, chia làm 3 mũi Lấy trục đường 50 làm tâm, một số mũi luồn sâu sát gần đến biển, theo hướng ấp Việt Nam sang. Các loại xe tăng, xe bọc thép làm công tác tiền nhập, xung phong của trung đoàn 266. Đợi khi nào bắn mở màn, đè đầu quân địch xuống, thì cơ động ra sao chứ? ZG đang đến dần, theo thông tin dự kiến, ZG lùi lạng khoảng 30 phút, tức là 5 giờ 30 phút khi pháo binh bắn phá các loại mục tiêu đến 5 giờ 45 phút thì chuyển vào làn trong cho bộ binh xung phong. Trước khi xung phong thì có pháo bắn đạn khói để che mắt bộ Pol để cho bộ binh tiến công được bí mật hơn. Việc có pháo khói che mắt địch sau này chúng tôi mới biết chứ trong hợp đồng tác chiến không có phổ biến. Trong tác chiến cấp nào biết nhiệm vụ ấy chứ không phổ biến tràn lan. Đó là nguyên tắc bí mật quân sự để giành chiến thắng. Giờ tiền nhập và luồn sâu của các đơn vị đã đến. Lúc này là 22 giờ đêm. Trời tối hơn so với thường ngày. Mũ tiến quân của trung đoàn 273 đã dịch lên, ém sát vào khu vực rừng tràm. Theo dẫn đường của trinh sát, trong rừng thưa, cảm giác càng tối hơn. Qua vòng lá, trời vẫn rất nhiều sao. Những vì sao nhấp nháy như đang theo dõi, như đang chỉ hướng cho anh em bộ đội hành quân. Gió biển hiền hòa mang theo hơi nước, làm cho mọi người thấy khoan khoái, dễ chịu hơn. Trinh sát dạy anh em tiến sát theo mép nước rừng tràm, bắt đầu quạt sang trái vào đất Campuchia. Tiểu đoàn 3 vẫn là đội hình đi đầu sau lực lượng trinh sát. Tại đội hỏa lực của tiểu đoàn, súng 12 ly 7 và DKZ đã được phân đi tăng cường theo đơn vị, cùng luồn sâu với đội hình đại đội bộ binh. Còn lại, ban chỉ huy đại đội và hai khẩu cối 82 ly hành quân sau tiểu đoàn bộ vừa qua ranh giới khoảng hơn 100 mét, bỗng nghe có tiếng nổ cực lớn rung chuyển đất trong trời đêm. Chớp sáng chói lòa rồi phụt tắt ngay. Mọi người nằm dạp xuống, có tiếng kêu, bị min rồi. Chợt nghe tiếng kêu của anh em bị thương. Bụp, bụp, bụp. Bà phát pháo hiệu đỏ bay lên hướng núi Thị Vạng. Một lát sau, đã thấy vận tải của tiểu đoàn 3 cáng số thương binh và liệt sĩ về phía sau, có 6 cáng với hai anh em đồng đội dìu đi. Như vậy vừa sang đất Campuchia, số anh em khinh cối của tiểu đoàn 3 không bám sát được nhau, họ bị lạc ra ngoài hay do mìn còn sót lại. Dẫn tới cả khẩu đội cối 82 ly và mấy anh em ở gần bị thương. Không biết là loại mìn gì mà sát thương kinh khủng thế. Thật không may mắn chút nào. Linh cảm thấy trận chiến sẽ gay gò ác liệt. Qua sự việc mìn này, càng cảm giác gay go ác liệt tăng lên. Đưa được thương binh liệt sĩ về phía sau để giao cho các chiến sĩ vận tải chuyển về hậu phương. Đội hình lại tiếp tục luồn sâu, hành tiến, mỏ mẫm trong đêm. Nhưng trong mỗi người, mỗi bước đi phải dè dặt hơn. Anh em phải căng mắt ra nhìn mà bước theo dấu chân người đi trước. Hành tiến thế này, tốc độ di chuyển không được nhanh, không được bạo dạn như trước nữa. Khoảng 3 giờ sáng, các mũi các hướng đã vào được vị trí tập kết sở chỉ huy của sư đoàn và quân khu 9 bí mật di chuyển lên khu vực hang thạch động. Tình hình chiến sự vẫn yên tĩnh. Phía bên vị trí của các mục tiêu của Pol Pot, ngoài ba phát pháo hiệu đỏ bay lên lúc anh em tiểu đoàn 3 bị mìn, thì không thấy có động tĩnh gì khác thường. Anh em bộ binh tranh thủ đào khoét hầm cá nhân hoặc lợi dụng các ụ mối gò đất để ẩn nấp. Thời gian trôi thật chậm. Cuộc đời ai cũng có những lúc chờ đợi và chờ đợi thì bao giờ cũng thấy thời gian trôi thật chậm. Sự chờ đợi trước giờ nổ súng còn có thêm cảm giác nặng nề, thoáng chút lo âu vẩn vơ. Trong những lúc như thế này, người lính chưa có vợ con thì thường hay nghĩ đến gia đình, đến mẹ, đến bố là điều trước tiên, rồi lần lượt nghĩ đến những người thân yêu, bạn bè, rồi những bước đường đời của mình đã đi qua, nhớ những ngày gian nan, những trận chiến hiểm nguy mà mình đã may mắn vượt qua cùng với niềm vui chiến thắng. Thực phim quay chậm của cuộc đời hôm nay, ngày mai. Trong trận này, liệu mình có được may mắn nữa không? Mọi người lấy cơm nắm ra ăn, trời đã rạng sáng. Những đàn chim đi ăn sớm đã bay khỏi nơi trú chú đêm. Chúng bay đi kiếm mồi, tiếng gọi nhau kêu quạc quạc trong không trung phá tan đi sự tĩnh lặng vào buổi sớm. Sáng dần, gần biển thì trời có cảm giác nhanh sáng hơn. Hay tại vì chúng ta thức từ đêm nên nhận biết rõ được sự chuyển đổi từ đêm sang ngày. Theo quy luật xoay vần của tạo hóa trời đất, thấy được ngày đêm giao nhau rõ nhất, trời đã sáng, nhìn trời nhìn cảnh vật đã dần hiện ra mà sao vẫn chưa thấy pháo bắn, nhưng đồng hồ vẫn chưa chịu chạy đến giờ G. Các trận tấn công khác giờ G thường là 5 giờ sáng hoặc sớm hơn, còn trận này không hiểu sao giờ G lại chậm 30 phút. Rồi cũng đến giờ cờ. Ba phát nổ đề pa của pháo 105. Nghe tiếng đạn bay vo vo qua đầu. Rồi ung oang. Tiếng nổ của súng đạn tới mục tiêu. Tiếp đến là cả mấy trận địa pháo cối đều phát hỏa. Tiếng nổ ầm vang, rền dĩ như sấm trời mưa mùa hạ. Không còn phân biệt được đâu là loại súng gì, loại pháo gì nữa. Hướng mục tiêu ở các sườn núi, bay lên cát bụi đất đá, các đụn khói to nhỏ khác nhau, rồi cũng không phân biệt được gì nữa, vì khói, vì bụi, các trận địa pháo ở gần nhau nên cảm giác chưa bao giờ thấy pháo binh bắn nhiều như vậy. Không gian trời đất vỡ òa. Các đồng chí chỉ huy đại đội xuống từng trung đội để nhắc anh em chuẩn bị xung phong, vì pháo đã bắn được khoảng 30 phút, mọi người xốc lại tư trang, súng đạn chuẩn bị tấn công. Nhưng kìa khói Khói trùm lên phía mục tiêu tấn công Không phải là khói do đạn nổ bình thường Mà là khói cứ bùng lên Lan tỏa rồi dày đặc Rồi không còn nhìn thấy ở phía xa nữa Mà chỉ có khói là khói Khói đã tạo thành bức tường dày đặc Mọi người đang chuẩn bị xung phong Thì ngạc nhiên chững lại Nghe rõ tiếng anh phô Đại đội trưởng mới gào lên Lợi dụng khói xung phong Mọi người bật khỏi vị trí lao lên các loại súng 12 ly 7 đại liên đã thùng thùng điểm xạ bắn vọt qua đầu bộ binh để uy hiếp địch và tạo khí thế tiến công. Cầu DKZ của hòa lực cũng đã nhả đạn. Viên đạn đỏ lừ lẹt bay và mất hút vào bức tường khói. Anh em bộ binh vừa vận động vừa bắn. Những tiếng hô xung phong vang trời lẫn những tiếng nổ là ánh chớp lòe của các loại súng B40, B41. Bản giao hưởng của trận chiến tiêu diệt quân thủ xâm lược trả thù cho đồng bào bị chúng tàn sát được vang lên. Pháo binh đã chuyển làn vào phía sau. Đội hình phát triển thuận lợi khoảng 200 mét cũng chưa thấy bọn Pol Pot phản ứng. Khói, khói theo chiều gió đã ập tới đội hình hành tiến. Mọi người dừng lại vì không còn nhìn thấy gì nữa. Lớp khói dày đặc. Phải sau 10 phút thì khói mới dần tràn qua. Anh em phía trên chưa kịp thầm nhìn phương hướng mục tiêu. Thì âm, um, âm, um, các loại súng của bọn Pốt phát hỏa, chúng bắn vào đội hình của ta. Các ổ súng 12 ly 7 đại liên bắn găm rào rào vào đội hình xung phong. Lạc đác anh em đã trúng đạn rồi ngã xuống. Z và B40, B41, chúng cũng bắn tới tấp, nổ dồn dập. Rồi cả pháo, từ xa cối 82, cối 60 của chúng cũng đã bắn cấp tập vào đội hình tiến công của ta. Trận chiến thật nguy kịch. Những vị trí bãi bằng chống trải này Dừng tràm này là những mục tiêu không thay đổi Nên có thể nói là nếu chốt ở đây lâu Thì nhắm mắt chúng cũng có thể bắn chúng vào khu vực cần bắn Nhất là lúc này, khu vực này đâu đâu cũng có bộ đội mình Khói bụi mù mịt, bao trùm đội hình tấn công Sau các tiếng nổ âm, la mảnh đạn Cùng đất đá, cát bụi bay rào rào Đúng là mưa của các loại đạn của Pol Pot Pháo của ta bắn vào quân diệt chủng xâm lược mà sao hỏa lực của chúng vẫn còn rất mạnh. Còn rất nhiều như là lực lượng còn nguyên nhưng im lặng hay đã bị pháo ta diệt, phá hủy hết. Quan sát kỹ mới thấy ở phía trên cao không có hỏa lực địch bắn ra. Có lẽ bọn này tránh đòn pháo của ta. Bỏ công sự phòng ngự tuyến 2 và tuyến 3 xuống hẳn ở phía dưới với công sự sẵn có đợi bộ binh ta đến hay là pháo binh của ta bắn phá hoại nhiều. Chúng các mục tiêu công sự nhưng không có Pol bon Pot ở đó hay bọn chúng như là có kịch bản sẵn. Giờ đây chúng đang thực hiện theo kịch bản một cách thuần thục và hiệu quả, hòng gây cho ta những khó khăn và tổn thất lớn. Thông tin trận đánh, khó khăn các hướng của tiểu đoàn và trung đoàn 273 được báo về ban chỉ huy liên quân. Địch bắt đầu chống trả quyết liệt. Từ trên đài chỉ huy hang thạch động, các vị chỉ huy cũng đã phát hiện ra điều này. Qua kính tiềm vọng của chỉ huy, ta thấy rất rõ anh em ta đang hứng chịu mưa đạn của Pol Pot mà ai nấy lòng như lửa đốt. Đó không phải chỉ có hướng trung đoàn 273 mà trung đoàn 266 cũng gặp khó khăn. Đội hình bộ binh cùng tăng thiết giáp phải khựng lại vì hai xe đã bị trúng đạn. Trong khi đó, các loại đạn chống tăng vẫn xoẹt xoẹt, nổi âm âm xung quanh các xe, làm cho hỏa lực của xe cũng không phát huy được sức mạnh. Chỉ huy lệnh cho bộ đội nằm tránh đạn, tranh thủ đào hầm ẩn nấp. Pháo binh lại chỉnh tầm, bắn vào các mục tiêu bị lộ của Pol Pot. Phản pháo vào các trận địa pháo ở phía trong sâu. Đạn pháo của ta nổ âm âm dưới chân núi. Súng của Pol Pot im mặt. Bọn này chắc chui hết vào hầm để tránh đạn pháo rồi. Máy bay L-19 của ta bay vè vè trinh sát ở trên đầu. Lạc đạc thấy pháo cao xạ của chúng bắn đuổi máy bay những tiếng nổ lục bục Tạo thành những đốm mây trắng nhỏ trên trời Hướng trung đoàn 273 Được điều động 8 xe tăng thiết giáp Kết hợp tấn công cùng bộ binh Pháo binh Cấp tập khoảng 20 phút vào trong sâu Cũng không thể pháo bồn bốt bắn nữa Nhưng cối 82 ly của chúng Cùng DKZ bắn cầu vòng Từ bên kia núi Vẫn cấp tập đều Nổ dâm dâm vào đội hình bộ binh ta Bọn này hiểm độc Chúng đặt trận địa cối DKZ sau núi Quả là lợi hại Chúng tạo được góc chết Nên pháo binh của mình phản pháo rất khó Trận địa cối 120 của trung đoàn Cũng bắn phản pháo ở phía sau núi Tìm diệt trận địa cối của bọn Pol Pot Nhưng hiệu quả cũng không cao Theo hợp đồng là có máy bay tham chiến Diệt các mục tiêu hỗ trợ bộ binh Nhưng không hiểu sao Chỉ thấy máy bay trinh sát Mà không thấy máy bay chiến đấu Ném bom vào trận địa cho đến bây giờ Anh em chúng tôi cũng vẫn thắc mắc Sao không thấy máy bay thảm chiến Mà cũng vẫn không được nghe lời giải thích thấu đáo từ cấp trên Có lẽ phương án sử dụng máy bay chiến đấu Chỉ khi nào cuộc chiến đấu vào giai đoạn gay cấn nhất Bộ binh không thể tiến lên chiếm được mục tiêu được Lúc này đã gần 8 giờ sáng Xe tăng thiết giáp cũng đã cơ động đến khu vực tấn công của tiểu đoàn Đồng chí trụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 Với một liên lạc cùng đồng chí trợ lý tác chiến của tiểu đoàn, rời vị trí của tiểu đoàn lên đốc chiến cùng đại đội 3. Trong lúc địch dừng bắn, tránh đạn pháo của ta, các lực lượng cứu thương đã nhanh chóng chuyển anh em thương binh liệt sĩ về phía sau. Nhưng chưa đến 8 giờ mà số lượng thương vong quá nhiều, vận tải ưu tiên đưa số anh em bị thương ra trước. Số anh em bị thương nhẹ thì được băng bó, số anh em còn lại đi được thì tự lui về hay một số đồng chí vận tải dìu hai người về trạm phẫu. Lệnh sung phong, tiếng thét sung trận lại vang trời. Các loại hỏa lực của tăng thiết giáp cùng hỏa lực của bộ binh đồng loạt phụt đạn vào các mục tiêu. Anh em bộ binh ào ào sông lên thật dũng mãnh. Mũi đại đội 3 là mũi đột kích của tiểu đoàn 1. Đồng chí trụ lại vẫn là người đại đội trưởng đương nhiệm, hò hét đôn đốc anh em tiến công. Đội hình tiến công được khoảng hơn 100 mét Bất ngờ các loại súng của bọn Pốt lại phản ứng điên cuồng. Đang lao lên, đồng chí trụ khựng lại rồi ngã về phía trước. Khẩu K54 tuột khỏi tay. Một viên đạn đã xuyên từ phía ngực trái ra sau lưng anh trụ. Đồng chí y tá chạy lại băng vội vết thương. Nhưng viên đạn thù trúng vào chỗ hiểm. Tiểu đoàn phó trụ, người chỉ huy dũng cảm cũng đã anh dũng hy sinh. Anh hy sinh trong tư thế tiến công địch hình ảnh ấy không bao giờ quên trong chúng tôi tiểu đoàn 3 cũng báo về sở chỉ huy, đồng chí Tô Quang Phụng tiểu đoàn phó bị thương nặng bọn Pol Pot vẫn điên cuồng chống trả xả đạn vào đội hình tiến công của ta một xe tăng, một xe bọc thép trúng đạn, đội hình tiến công của ta phải khựng lại, không phát triển lên được, trước tình hình đó sư đoàn điều hai khẩu pháo 85 ly bắn thẳng vào các mục tiêu phòng thủ của Pol Pot, bộ binh lại tiếp tục xung phong quyết chiếm được tuyến phòng thủ ở chân núi của chúng. Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1 đã chiếm được những hố chiến đấu ngoài của tuyến phòng thủ số 1, xác định giải ra khắp nơi, cầu 12 ly 7 trồng trơ cong queo. Ba thằng Pol Pot chết vắt vẹo ở ba tư thế khác nhau, nhưng anh em ta thương vong cũng nhiều. Bọn địch rút hết lên tuyến phòng thủ số 2, theo các đường thông hào, điên cuồng chống trả lại lực lượng tiến công của ta, không thể phát triển thêm được nữa. Lúc này đã gần quá trưa Hướng tiểu đoàn 2 Luôn theo mép nước đánh lên Vẫn gặp khó khăn Không thực hiện được kế hoạch tác chiến Bọn bôn bốt đã dùng cả đạn cháy Hay vì lý do gì Cả cánh rừng tràm ở hướng tiểu đoàn 2 đã bị cháy Lửa khói bùng lên dữ dội Tạt về hướng tiểu đoàn 2 Anh em vừa lo tránh đạn Vừa phải di chuyển dập lửa Vô cùng khó khăn Tiểu đoàn 2 phải nhanh chóng Rời khu vực cháy lùi về phía sau Đến gần trưa Đánh súng bộ binh của cả hai đã tạm yên lúc này chỉ còn tiếng pháo cối của ta và địch bắn phạt nhau hỗ trợ cho bộ binh giữ trận địa ở những nơi đã chiếm được đến tối các đơn vị được lệnh tìm kiếm các thương binh liệt sĩ rồi tổ chức rời khỏi trận địa về lại nơi tập kết kết thúc một ngày chiến đấu vô cùng khốc liệt thiệt hại thương vong nhiều mà chưa thực hiện được mục tiêu đề ra từ khi tham gia bảo vệ biên giới phía tây nam sư đoàn 341 luôn là sư đoàn chủ lực, cơ động của quân đoàn 4, có trình độ tác chiến, trình độ chỉ huy, ý chí, sức mạnh chiến đấu rất cao. Những nơi khó khăn nhất của cuộc chiến đều được điều động để cùng bộ đội địa phương, quân khu 7, quân khu 9 hay cùng các đơn vị khác tham gia chiến đấu nhằm tiêu diệt được rất nhiều sinh lực của địch. Đỉnh cao trong trận chiến đấu và chiến thắng là thu được hai khẩu pháo 105 ly của Pol Pot dập tắt ý chí ngông cuồng của bè lũ Pol Pot Sari là sẽ tiến công chiếm bến cầu và thị xã Tây Ninh. Chúng còn âm mưu đánh chiếm huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt là đã cùng sư đoàn 330 của quân khu 9 kết hợp với tăng thiết giáp không quân, hải quân đánh địch, lập chiến công và chiến thắng lẫy lừng. Chúng đã tàn tác, diệt gọn kẻ địch ở Phú Cường cùng hai xã Khánh An, Khánh Bình của tỉnh An Giang uy thế của sư đoàn ngày càng cao càng được sự ủng hộ và sự ngưỡng mộ của nhân dân của chính quyền các tỉnh biên giới tây nam trong trận chiến giải phóng hà tiên tuy rằng ở đây ta đánh địch trong địa hình vô cùng hiểm trở bất lợi song với ý chí quyết tâm cao chúng ta đã đánh cho bọn pol pot phải khiếp sợ ta đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch tuy rằng có một số mục tiêu của kế hoạch đề ra chưa hoàn thành nhưng những gì chúng ta đã chiến đấu thể hiện nói lên được ý chí chiến đấu hào hùng của quân đội ta, làm cho bọn giặc Pol Pot gian ác và từ bỏ ý đồ đen tối ngông cuồng của chúng. Về phía ta, từ khi tham gia chiến trường biên giới Tây Nam, phải tham chiến nhiều liên tục triển miên và cơ động rất nhiều và cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ, thiếu tốn. Nhưng hầu như các trận chiến của Sư đoàn 341 tham gia đều chiến thắng vượt mức kế hoạch, vượt chỉ tiêu riêng trận chiến tại đây sư đoàn vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra anh em cán bộ chiến sĩ thương vong tổn thất nhiều nên từ người chỉ huy cao nhất là sư đoàn trưởng vũ cao đến các chỉ huy trung đoàn tiểu đoàn đại đội cùng các anh em cán bộ chiến sĩ nói chung là không vui mọi người coi đây là một trận chiến món nợ còn đang giang dở tất cả đều thầm hứa sẽ phải dáng cho bọn pol pot ở đây những đòn đau hơn nữa Chiều tối ngày 8 tháng 4, tất cả các đồng chí trợ lý cùng cán bộ phục vụ ở phía sau đều phải tham gia, giải quyết chiến trường, tìm kiếm quy tụ các anh em hy sinh, bị thương trong chiến đấu hay còn đang thất lạc. Việc tìm kiếm cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi vì trời tối, vì bãi mìn còn rất nhiều, nhất là hướng tiến của tiểu đoàn 2, còn bị lửa cháy nên một số anh em bị thương không chạy kịp, rừng cháy tất cả như là một màu đen trong đêm đen lại càng khó khăn trong việc tìm kiếm nhưng với trách nhiệm cao và lòng yêu thương đồng đội vô bờ bến rất nhiều anh em đã tìm thấy được đưa về yên nghỉ trong vòng tay yêu quý nơi đất mẹ với tổ quốc kính yêu tất cả các đơn vị lại bắt tay ngay vào củng cố tổ chức củng cố ý chí cho bộ đội các cấp chỉ huy họp thành rút kinh nghiệm sau trận đánh cơ quan tham mưu tác chiến của sư đoàn trung đoàn lại tiếp tục lập phương án mới tiến công tiêu diệt địch mọi việc chuẩn bị cho trận đánh được chuẩn bị hết sức khẩn trương và bí mật từng đại đội từng chiến sĩ được học tập quán triệt ý nghĩa và thời cơ của trận đánh này chúng ta tổ chức đánh sớm ngày nào thì tốt ngày ấy vì tận dụng được yếu tố bất ngờ bộ pol pot tưởng ta sau trận chiến khốc liệt sẽ phải củng cố nghỉ ngơi dài vì đã mệt sức chính vì lý do lớn nên ban chỉ huy sư đoàn đôn đốc các đơn vị quán triệt động viên anh em cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống của đơn vị truyền thống của quân đội nhân dân việt nam anh hùng và cao hơn nữa là truyền thống đánh giặc chống ngoại xâm của cha ông ta dân tộc ta vì độc lập vì tự do của đất nước nhất là ngày nay chúng ta là bộ đội cụ hồ truyền thống đó ngày càng được phát huy hơn tỏa sáng hơn nữa lúc này chúng ta đã hiểu cuộc chiến này không phải là mâu thuẫn nhỏ về tranh chấp biên giới đơn thuần nữa. Sâu xa là do sự phản bội của tập đoàn phản động Pol Pot Insari. Sau lưng chúng là chủ nghĩa bành trướng. Vì thế chúng ta giờ đây phải xác định rõ kẻ thù của nhân dân, của đất nước, của dân tộc trong giai đoạn mới mà bọn Pol Pot chỉ là tên lính xung kích. Qua học tập chính trị, tinh thần cán bộ chiến sĩ lại được nâng cao. Nhưng mất mát hy sinh của đồng chí, đồng đội là những việc phải có trong chiến tranh. Sự đổ máu này, hy sinh này sẽ được khắc ghi trong sử vàng cứu nước, giữ nước của dân tộc ta. Qua học tập những nặng nề sau trận đánh ngày 8 tháng 4, như được giải tỏa, cán bộ chiến sĩ lại gấp rút chuẩn bị tác chiến, bổ sung trang thiết bị đạn dược. Riêng về quân số thì sử dụng lực lượng hiện có, động viên một số anh em ở phía sau phục vụ chiến đấu về các đơn vị trực tiếp chiến đấu một số anh em trận trước bị ốm nay nếu khỏi thì cũng được động viên tham chiến nên quân số so với trận trước cũng không tranh lệch quá nhiều mục tiêu trận đánh này không rộng như trước mà chủ yếu là tập trung đánh tiêu diệt địch ở hai điểm cao lục sơn cúp Bồ. còn mục tiêu thị vạng địa tạng thì chủ yếu dùng pháo binh để chế áp về cách đánh vẫn theo phương án mật tập tới vị trí thuận lợi và đợi giờ g Đội hình tấn công của các đơn vị cùng xe tăng, xe tiết giáp quyết tâm phải tiêu diệt, chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của Pol Pot. Nếu có cơ hội thì tiến công làm chủ các cao điểm. Giờ g được ấn định là 4 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 1978, tức là sau trận đánh trước 4 ngày. Đây thật sự là một quyết tâm cao, một đoàn đánh táo bạo bất ngờ của ta dành cho bọn Pot. Mọi chuẩn bị được báo cáo đã nhanh chóng hoàn tất. Giờ gờ đang tới dần. Đúng 4 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 1978, tất cả các trận địa pháo của sư đoàn của quân khu 9 lại dồn dập chút đạn xuống các trận địa của địch. Do đã rút kinh nghiệm trận đánh trước, nên lần này pháo binh chỉ điểm bắn trần từ chân núi của các cao điểm lên trên. Trong lúc pháo chuyển làn, thì bộ binh cùng tăng thiết giáp dũng mãnh lao lên Tiến công địch. Mỗi trung đoàn sử dụng hai tiểu đoàn làm hai mũi đột kích, còn một tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Trung đoàn 273 sử dụng tiểu đoàn 1 và 3 là hai mũi tiến công, tiểu đoàn 2 làm dự bị. Trước sự tiến công dũng mãnh của bộ đội, mũi tiến công của tiểu đoàn 3 đến 6 giờ 30 phút đã chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của địch. Đại đội 3 tiểu đoàn 1 dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Văn Phô làm mũi nhọn dũng mãnh tiến công cũng đã nhanh chóng chiếm được tuyến phòng thủ ngoài. Mọi người nhanh chóng củng cố hầm hào, chốt lại luôn ở vị trí để làm bàn đạp cho các đại đội đánh phát triển mở rộng. Rút kinh nghiệm trận trước, trận này xe tăng, xe thiết giáp chỉ tấn công theo bộ binh một đoạn rồi dừng lại, dùng hỏa lực bắn các mục tiêu, các ổ đề kháng của Pol Pot, hỗ trợ cho bộ binh rất hiệu quả. Như vậy, tăng tiết giáp cũng tránh né được vũ khí chống tăng B40 B41 của địch. Với cách đánh này, tăng thiết giáp phát huy được hỏa lực mạnh của mình. Đến 8 giờ sáng, các mục tiêu của kế hoạch được hoàn thành. Xác địch nằm chết ngổn ngang, dọc các bờ công sự chiến đấu, trên các thông hào, lên tuyến phòng thủ ở trên cao. Bàng hoàng trước sự tấn công của ta, bộ Pol Pot từ tuyến phòng thủ 1 rút lên tuyến phòng thủ 2, bắt đầu chống trả quyết liệt. Các loại pháo của chúng ở phía sau cũng bắt đầu phát hỏa chi viện hỗ trợ cho chốt ở phía trước chúng cũng sử dụng các điểm đặt pháo khác nhau nhưng cũng bắn tập trung vào các mục tiêu và các trận địa của ta vừa chiếm được những điểm nổ vượt tầm vào khu vực bãi trống cũng nhiều nghe tiếng đạn nổ đầu nòng ở các phía thấy chúng cũng giỏi phân tán hỏa khí theo cách dùng binh rất bài bản là hỏa khí phân tán hỏa lực tập trung anh em lợi dụng được hầm hào của bọn địch nhưng đều phải đào đắp chỉnh sửa để quay lại hướng xạ kích. Một số anh em bị thương, hy sinh khi xung phong được nhanh chóng chuyển về phía sau. Một số anh em mới bị thương do pháo cối thì tạm thời được băng bó sơ cứu tại chỗ, chưa đưa về sau ngay được vì bọn địch đang mưa đạn ở khắp nơi. Chắc chúng nghĩ là có bộ đội mình ở khu vực bãi trống và rừng tràm như lần trước nên bắn dữ dội chăng. Việc địch, địch bắn đã cản trở đường chuyển thương của anh em về trạm phẫu. Khoảng 9 giờ 30 phút, lệnh tiến công đánh chiếm tuyến phòng thủ 2 của Pol Pot từ những vị trí của tuyến phòng thủ 1. Các chiến sĩ lại bật lên khỏi công sự tiến công. Tiếng hồ xung phong lại vang dội, nhưng do địa hình hiểm trở, độ dốc cao, không phù hợp tiến công ồ ạt. Bọn địch ở trên cao, chúng có địa thế, vị trí phòng thủ vô cùng thuận lợi, điên cuồng chống trả lại ta. Chúng xả đạn vào đội hình hành tiến của ta. Bọn pháo cối ở phía sau cũng đã hiệu chỉnh tầm bắn, chúng cố chặn đợt tiến công của các đơn vị, các mũi tiến công của ta lại phải khựng lại. Anh em lợi dụng thông hào và hầm hố ẩn nấp tránh đạn, rồi rút về tuyến phòng thủ một trước đây của lính Bolot. Pháo binh của sư đoàn tìm bắn phản pháo và các trận địa pháo cối của địch ở tuyến phía sau của chúng. Trong lúc các trận địa pháo của chúng bị khống chế, các đơn vị nhanh chóng đưa anh em thương binh liệt sĩ về phía sau tổ chức rút dần lực lượng về chốt tại biên giới. Đúng 15 giờ, pháo binh cả cao xạ 37 ly 2 nòng đồng loạt bắn phá vào các tuyến phòng thủ 2, 3 của Pol Pot, ghim đầu chúng xuống để cho các mũi tiến công của ta nhanh chóng rời khỏi trận địa. Kết thúc trận tiến công chớp nhoáng, gây cho địch nhiều tổn thất và bất ngờ. Bất ngờ khi bị tiến công, bất ngờ khi bộ đội ta rời khỏi trận địa. Trận đánh này, trận thắng này của ta làm cho bọn Pol Pot vô cùng cay cú. Chúng dùng pháo, cối và cả DKZ bắn cầu vòng sang Hà Tiên liên tục. Chúng ta đã dùng pháo, cối đáp trả rất áp đảo, làm cho bọn địch càng thất bại nặng nề hơn. Mấy ngày tiếp theo, ngoài lực lượng chốt, đại quân của sư đoàn rút sang bên kia sông, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Hết phần 9. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 10.